Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án để nhận 10 cái token Accelchain nhé. Thì đây là cái vòng 2 của nó. Và để tham gia vào cái dự án này thì mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Ok, mọi người bấm vào Start. Sau đó truy cập vào cái đường link dẫn đến cái captcha của nó để nhập cái mã captcha nhé. Rồi mọi người bấm vào tôi là con người này, thì sau đó nhập cái mã captcha theo biểu mẫu của nó đây này. E Z E F. Rồi bấm tiếp theo để nhập tiếp, các bạn bấm tiếp này. Bấm tiếp theo. Các bạn chỉ nhập ở trong cái vùng sáng thôi nhé, còn ngoài vùng sáng là không phải nhập. Rồi ok, sau đó bấm vào chú xác nhận đây. Rồi sau đó quay trở lại, bấm vào check. Rồi tiếp theo là bấm vào join airdrop, sau đó tham gia vào các kênh Telegram. Mọi người bấm vào join. Rồi quay trở lại, tiếp tục vào Telegram channel, bấm vào join. Ok, ở cái nhiệm vụ này nó bắt mình là like và retweet bài đăng của nó, tag 3 người bạn cộng với cái hashtag này nhé. Thì mọi người sao chép lại cái hashtag này. Ok, sau đó bấm vào Twitter. Chọn theo dõi này. Chọn like này. Bấm trích dẫn tweet này. Ở đây thì các bạn thêm 3 người bạn vào. Ok. Rồi sau đó dán cái hashtag của nó vào và bấm tweet lại là ok. Rồi quay trở lại bot. Theo dõi vào Medium và vỗ tay cho bài bot thì mọi người phải bật cái VPN lên nhé. Mọi người phải mở cái VPN lên để vào được cái Medium. Rồi quay trở lại, chọn là Medium này. Rồi ok. Rồi đây mọi người chọn follow rồi. Tiếp theo mở cái bài này ra thì mọi người vỗ tay cho nó. Đó, mọi người chọn cái bàn tay này. Vỗ bao nhiêu cái được, càng nhiều càng tốt nhé. Rồi ok, quay trở lại bot. Sau đó mọi người bấm vào submit. Rồi, bây giờ sẽ là nhập cái địa chỉ Telegram, tức là cái user Telegram ấy. Mọi người nhập vào nhé. Rồi tiếp theo mọi người nhập cái đường retweet link ấy. Thì mọi người mở cái bài vừa đấy mình đã retweet đây nhé. Đây, mọi người vào Twitter này. Chọn vào cái biểu tượng avatar đây nhé. Chọn hồ sơ này. Sau đó chọn vào cái mục tweet và trả lời đây nhé. Tweet và trả lời này. Đó, thì đây chính là cái bài đăng của mình đăng đây. Thì các bạn sao chép cái đường link dẫn thì bấm vào đây nhé, chọn sao chép này, quay trở lại bot này, dán vào đây. Ok. Tiếp theo là mọi người nhập cái profiling của Medium nhé. Thì mọi người quay trở lại cái Medium này, đây mọi người bấm quay trở lại.
Quay trở lại với trang chủ. Thì mọi người bấm vào cái dấu ba gạch này nhé. Thì chọn vào cái mục setting này. Tiếp theo là chọn vào cái mục email notification đấy nhé. Rồi mọi người kéo lên. Thì đây chính là cái username và cái profile của Medium. Mọi người sao chép cái này nhé. Rồi chép. Quay trở lại, dán vào đây. Ok, tiếp theo là yêu cầu mình nhập cái địa chỉ ví BSC, thì mọi người có thể lấy ở trên ví chớp hoặc ví MetaMask nhé. Thì mình sẽ lấy ở trên ví chớp. Rồi các bạn chọn vào Smart Chain này, chọn sao chép, đó, quay trở lại, dán vào đây. Ok. Rồi sau đó các bạn bấm vào My Referral này, tức là để lấy cái link đi chia sẻ ấy. Rồi sau đó bấm vào main menu để kết thúc. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án nhận 10 cái token Accel Chain nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.